Rồi hai anh em, hiện nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái đầu khẩu đa năng ha. Cái đây trên tay mình á là nó là một cái đầu khẩu mà nó có thể chuyển cái uh, ốc từ uh, 8, 10 và 13 luôn ha anh em. Thì nó sẽ không qua cái cách á là nó sẽ ở trong đây nó sẽ có một cái gờ nên anh em. Khi mà anh em sử dụng cái con ốc uh, 10 á thì nó sẽ vào trong cái lỗ này. Còn nếu mà anh em chuyển sang ốc 13 thì nó sẽ đẩy cái uh, gờ này vào trong thì nó sẽ chuyển sang anh em có thể sử dụng được ốc 13 luôn ha. Đây. Đó anh thấy không? Mình nhấn vào là sao nó sẽ đẩy vô trong nè, nó sẽ vừa ốc 13. Còn nếu mà anh em muốn sử dụng cái con ốc 8 á thì mình chỉ cần là mình chuyển cái đầu vít của mình á thành cái con vít dài thì nó sẽ đổi cái đầu lại. Như ở đây mình có cái đầu đề quát nè anh em, mình cho nó vào ngược cái đầu này ha. Mình sẽ nó mình sẽ nhấn gắn như thế này thì ở đây mình sẽ có thêm một cái đầu 8 ở đây cho anh em nữa để thể gỡ những cái đầu ốc bắn ton luôn ha anh em còn cái cái zin của nó á, thì theo sẽ là một cái con dít cộng ngắn như thế này thì bình thường á mình sẽ ưu tiên là xài 8 chứ với... Uh, ủa bình thường nó sẽ ưu tiên là xài 10 với 13 anh em đây là đầu của nhật đây là mã SK11 nè anh em đây là đây là cái mã của nó ha thì cái này á anh em có thể uh, đầu vít anh em uh, chỉ sử dụng dành cho anh em mà sử dụng vít uh, nhật thôi ha là cái chữ là chữ dài anh em nào mà muốn xài chỉnh ngắn á thì anh em bắt buộc phải uh, đổi sang những cái con vít đều quát mà nó có cái đầu như thế này nè anh em thì mình mới gắn vào cái con vít uh, uh, mỹ được ha như thế này đó vậy đó anh em thì cái này nó có ba đầu nè thì uh, mình thấy là khi mà mình đeo cái đầu vít mà mình giữ mình đem theo đi làm á thì uh, cái đầu này nó sẽ uh, nhỏ gọn hơn gọn thuận tiện hơn cho mình khi mà mình sử dụng ha còn nếu mà lúc nào mà, mà anh em mà bắn nhiều á, thì ưu tiên là chúng ta nên mua ba đầu để mà có thể khai thế cũng như bắn là nó sẽ chính xác và bền hơn anh em Rồi cảm ơn anh em